Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Ở trong clip hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu và đang bán về hai con đẩy bãi 3 kênh có công suất phù hợp sử dụng cho gia đình. Cả hai con đẩy này thì đều có thể ghép với một cặp loa bát 40 từ 190 côn 76 và một quả loa súp hơi bát 50 từ 220 côn 100. Một con đến từ thương hiệu Lodan có mã là A2800 và một con đến từ thương hiệu Pan có mã là GM28. Vâng, mình sẽ đi quay chi tiết và báo giá về từng loại. Trước tiên thì chúng ta cùng đi xem về con đẩy 3 kênh đến từ thương hiệu Lodan. Con đẩy này có mã là A2800 và đây là hình thức mặt trước của đẩy. Ở mặt trước thì còn tương đối đẹp. Nếu mà như đúng theo với nguyên bản nhà sản xuất thì cái phần ô thông gió này nó có một cái lưới bằng kim loại. Tuy nhiên thì do vận chuyển về thì nó đã rơi mất cái miếng sắt kim loại ở phía bên ngoài rồi. Nó còn cái lớp vải bên trong để chắn bụi này. Ở đây là mặt trước này. Công tắc nguồn được thiết kế ở phía trước và có 3 chiếc áp. Kênh số 1 này là sử dụng để chúng ta đánh với loa súp. Công suất ở kênh này thì nó rơi vào khoảng tầm 1.200W trên kênh này. Và kênh số 2, số 3 này chúng ta có thể sử dụng để ghép với loa full. Hai kênh này thì công suất nó đạt khoảng 700W trên một kênh. Con này thuộc size 3U, có chiều cao là 13cm. Tiếp theo là phần nội thất bên trong. Các linh kiện của con đẩy này. Và đầu tiên thì đây là cái phần biến áp nguồn. Con này nó sử dụng biến áp xuyến và biến áp có đường kính chiều ngang khoảng 17cm và chiều cao của con này nó là size 3U. Con này thì cái chiều cao của cái biến áp nó khá là cao, nó gần bằng cái mặt của cái đẩy này. Nó cỡ khoảng 12cm biến áp này. Và phía sau này là cầu nán diốt và tụ lọc nguồn. Ở máy này thì nó sử dụng là đi 2468 và phía sau này có 4 quả nữa, 4 quả tụ nữa là tổng là 12 tụ. Cái tụ thì còn tương đối là phẳng và đẹp. Vì xử lý tín hiệu đầu vào cho hai kênh full và kênh súp. Ở trên cái vỉ này thì có cả mạch để cắt súp luôn, có chiếc áp để cắt súp luôn. Nó hay không thì ở cái vỉ âm sắc này nó quyết định rất là nhiều. Ở đây là kênh full, hai kênh full. Dòng đẩy này thì nó sử dụng loại sò đến từ thương hiệu Toshiba, có mã là 5200-1943. Và hai kênh full này thì tổng là đi có 12 sò khuếch đại chính cho hai kênh full này. Tất cả các linh kiện, cái dòng đẩy này thì sử dụng hoàn toàn bằng linh kiện cắm. Những cái vỉ cấy thêm này là cái vỉ âm sắc này cho hai kênh full. Tất cả các linh kiện còn tương đối là đẹp. Thương hiệu Lodan và thương hiệu Eric, hai thương hiệu này thì nó là một. Và kênh này bên này là kênh súp này. Công suất kênh súp này thì nó sẽ đạt là khoảng 1.200W trên một kênh khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm. Tất cả các linh kiện còn khá là đẹp nhé. Kênh súp này nó rất là khỏe này. Chúng ta có thể ghép với một cặp loa súp bát 50 từ 220 cùng 100 chơi trong không gian gia đình thì vẫn đánh ok cho cái kênh súp này. Kênh full này thì chúng ta chỉ ghép tối đa với lại một cặp loa bát 40 từ 190 côn 76 thôi. Cái súp này thì nó rất là khỏe này. Cái súp này chúng ta chơi một cặp súp 50 từ 220 cùng 100 đều đánh ok nhé. Nó sử dụng là 1 2 3 4 5 6 7 2 7 14 sò, chúng ta đếm những con trỏ trắng này ra là sẽ ra cái phần sò công suất. Và cái dòng đẩy này thì nó sử dụng công nghệ mạch là Glass H. Hai quạt làm mát cho hai vế công suất này, quạt to này. Ở phía sau của đẩy. Ở phía sau của đẩy thì có cái đường ra loa thì chúng ta sử dụng bằng cái rắc xoáy cài này. Trước đây là hai kênh full và phía bên này là kênh súp. Đường vào của đẩy thì sử dụng bằng sắt can lông và có đường link ra một thiết bị đẩy khác. Ở đây là dành cho cái súp này. Và cái súp này thì có một công tắc gạt để chúng ta bật cái chế độ là cắt súp trực tiếp ở trên con đẩy này. Khi chúng ta gạt sang on thì cái chiếc áp cắt súp này nó bắt đầu nó có tác dụng. Nếu chúng ta gạt sang off thì nó sẽ không có tác dụng. Và quý khách cũng lưu ý là khi chúng ta gạt sang on thì chúng ta chỉ cần cắm hai dây kênh full này thôi thì nó sẽ link tín hiệu từ hai kênh full này. Đấy, là sang kênh súp này là đã có tín hiệu rồi, đã có tín hiệu để đưa ra loa súp rồi, nên chúng ta không cần thiết phải cắm 3 dây nữa.
Cái này rất là tiện cho quý khách nào sử dụng âm ly hoặc là bàn mixer không có đường cắt súc riêng. Nếu mà chúng ta sử dụng vang thì chúng ta có thể cắt súc ở trên vang và gạt sang ở và cắm đủ 3 dây. Chứ tâm có thể là cắt ở trên vang nó cũng có một cái hay riêng. Đó là phía mặt sau của con đẩy Lodan, mã là A2800. Con đẩy này thì nó có trọng lượng khoảng 30 kg. Mình cũng xin báo giá con đẩy này thì để quý khách có thể nắm được. Với con đẩy này thì bên cạnh nhà mình sẽ giao bán ở thời điểm hiện tại là mức giá là 6 triệu đồng tròn. Giá bán này thì là giá bao ship đến tận nhà cho khách và bảo hành là 12 tháng để quý khách yên tâm sử dụng. Quý khách lưu ý là giá là 6 triệu và bao ship, đồng thời bảo hành 12 tháng. Con đẩy Lodan, mã là A2800. Và tiếp theo cũng chỉ có một con duy nhất thôi. Tên thương hiệu là Pan, con mã là GM28. Ở đây là hình thức mặt trước con đẩy này. Con này cũng thuộc size 3U, có chiều cao là 13 cm. Công tắc nguồn phía trước, có 3 chiếc áp điều chỉnh âm lượng cho 3 kênh và có thêm một chiếc áp cắt súp ở phía trước này. Nên con này thì hãng thiết kế là cái chiếc áp cắt súp được đặt ở phía trước này luôn, dễ điều chỉnh. Ở mặt trước còn tương đối là đẹp. Ở đây là phần nội thất bên trong, các linh kiện. Con này là biến áp xuyến này, biến áp thì cũng tưa nó lớn thì tương đương gần như con Lodan. Ở đây là cái khối cầu diode và tụ lọc nguồn. Cái máy này thì họ hãng thiết kế này, họ có lắp thêm ở đây. Ở trên này thì đã có hai con tụ này, hai con tụ ở trên này thì dành cho hai kênh full này, và họ có lắp thêm bốn con tụ. Đây là bốn con tụ này. Bốn con tụ này là dành cho kênh súp, để cho cái kênh súp này công suất nó sẽ đạt công suất lớn hơn. Nếu như trên cái main mạch này lắp mà tụ ở trên main mạch này thì chỉ lắp đủ ở đây thì chỉ được 4 quả tụ thôi. Chân của 4 quả tụ này, 1, 2, 3, 4, nên nó sẽ không đủ cái công suất cho nguồn cấp cho cái vế công suất của cái súp này làm việc. Nên họ đã làm thêm này, mỗi vế là có 2 tụ nhé. Đây, hai con tụ này, tổng 4 con tụ này thì chỉ dành cho cái súp này thôi. Nên cái súp này công suất nó sẽ được khỏe hơn và đảm bảo về chất lượng cũng như công suất của kênh súp này. Và máy này thì sử dụng cũng công nghệ mạch là, con này thì sử dụng công nghệ mạch là Class AB. Có 3 cái dơ le cho dơ le cấp nguồn này và dơ le đóng mở cho hai cái vế công suất. Dơ le đóng nguồn ở phía bên dưới, ở bên dưới cái mạch này. Đây là cho 3 kênh. Với bên này là hai kênh full. Hai kênh full này, công suất của con này thì hai kênh này nó cũng đạt cỡ khoảng tầm 700W. Nó sử dụng dòng sò đến từ thương hiệu Toshiba, có mã 5200 và 1943. Mỗi kênh này thì tổng hai kênh này là 20 sò, mỗi kênh này là có 10 sò này. Một quạt gió làm mát thổi phía sau. Ở riêng kênh súp này thì nó đã có 20 sò rồi. Riêng kênh súp này nó có 20 sò, nó khỏe gấp đôi hai kênh kia. Thì kênh súp này công suất của nó cũng đạt khoảng trên 1000W, nó cỡ khoảng 1200W quay đầu. Chúng ta có thể sử dụng để ghép với tối đa là hai quả loa súp hơi bát 50 đơn cô 100, và cái này thì có thể ghép với một cặp loa bát 40 từ 190 côn 76. Máy linh kiện thì sử dụng hoàn toàn là linh kiện cắm. Ở phía mặt sau thì có đường ra loa bằng jack xoáy cài hoặc sử dụng jack Newchich. Có đường input đi vào đẩy. Con này thì không thiết kế đường link. Cái súp ở bên này, máy cũng còn tương đối là đẹp. Này, chiếc áp này để cắt súp ở phía trước này. Con đẩy này thì mình cũng xin báo giá. Con đẩy này thì mình sẽ giao bán mức giá là 5.500.000 đồng. Giá là 5.500.000 đồng, giá bán là bao ship tận nhà cho khách và bảo hành 12 tháng để khách yên tâm sử dụng. Hình thức mặt trước con này khá đẹp. Dạ vâng, và vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến toàn thể quý khách yêm thanh trên toàn quốc hai con đẩy bãi 3 kênh. Quý khách nào có nhu cầu mua một trong hai con đẩy này, hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826252688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ Hưng Hà, Thái Bình để xem và test chất âm của những sản phẩm âm thanh. Hãy quay lại một lần nữa về cái linh kiện của hai con đẩy này, còn khá là đẹp. Tất cả là cam kết là còn nguyên zin. Mình mạch rất là sạch nhé.
với cái linh kiện còn nét căng luôn. Con này là con Lodan. Kênh này là hai kênh full này. Con này giá là 5,5 triệu bao ship. À, dạ vâng, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.